Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 28 tháng 3. Hôm nay vừa ra Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé. Hôm nay nhà em có về rất là nhiều đen rô xuân, các dòng địa lan, hải yến trắng, đột biến, hòa hoàng cam, cây đang có nụ, các loại hoàng nhạn các bác nhé. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Hôm nay nhà em có về một lô đen rô xuân 5 cành trắng các bác nhé. Họng của nó là họng đen, rất là đẹp luôn. Cây này là một trong những cái cây đen rô xuân phải nói là đẹp nhất luôn các bác ạ. Hoa của nó có màu trắng tinh, cánh bầu và họng của nó có màu đen các bác nhé. Rất là đẹp luôn và hoa phải nói là thơm, cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Cực kỳ thơm và nó rất là bền các bác nhé. Nếu mà để mà so sánh với các cái dòng đen rô xuân khác ấy, thì cây này cái độ thơm của nó thơm nhiều hơn rất là nhiều. Hoa rất là đẹp và rất là bền. Thật sự luôn là những cái cây đen rô xuân 5 cành trắng này các bác có thể là đi mua, có những lúc sẽ không có tìm được hàng đâu. Bởi vì như bọn em là người bán mà nhiều khi bọn em cũng đi tìm để sưu tầm cũng rất là khó các bác ạ. Thì ngày hôm nay nhà em về một cái lô nụ chi chít các bác nhá. Nụ đến 99% là nụ luôn. Thỉnh thoảng lắm mới có một bông hoa lở, còn đâu toàn là nụ các bác ạ. Về nụ này là các bác chơi 100% là chơi được hoa, bởi vì nụ của nó cũng đã to rồi. Cây đẹp như hình các bác nhé. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái cho em. Và đảm bảo là các bác nhận được hàng là các bác sẽ rất là ưng. Bởi vì cái loại này hoa của nó rất là thơm. Thật sự luôn là như năm ngoái thì em cũng có về được một lần, chỉ về được không biết là 15 hay 20 cây em không nhớ. Năm kia không về được một cây nào các bác ạ. Đấy, hàng này nó có rất là ít luôn. Nên là khi mà chuyến này em sưu tầm được từng này là em rất là vui. Thì bác nào mà chưa có hàng thì nhanh tay sưu tầm các bác nhé. Hoa của nó rất là đẹp và rất là thơm. Một chậu đen rô xuân 5 cành trắng như thế này em chia sẻ với giá là 250.000 cho một chậu các bác nhé. Đen rô xuân 5 cành trắng mắt đen, gọi là 5 cành trắng quốc dân đấy. Rất là đẹp luôn và rất là dễ trồng các bạn. Hoa thơm cực kỳ. Đấy thì các bác có thể sưu tầm nhé, 250.000 cho một cây. Nói chung là hàng đảm bảo là các bác mê. Hoa cánh bầu rất là đẹp các bạn. Nói chung là nó thơm hơn các cái dòng đen rô xuân khác rất là nhiều. Bình thường thì hoa của cây đen rô xuân nó cũng đã thơm rồi, nhưng cây này nó thơm hơn nhiều các bạn. Tiếp theo thì em có một cái lô địa lan. Thì trước tiên thì em muốn giới thiệu đến các bác cái bông sen hồng thần hà các bác nhé. Sen hồng thần hà thì hôm qua video hôm qua em quên nên không lên. Đấy, cây thì rất là đẹp như thế này. Em chia sẻ với giá là 250.000 các bác nhé. 250.000 cho một chậu sen hồng thần hà đẹp như thế này. Đấy, thì đây là một trong những cái loại địa lan phải nói là cực kỳ quý vậy. Và hoa của nó thì quá đẹp các bác ạ. Em mời các bác ngắm mắt hoa của cây nhé. 250.000 cho một chậu. Bình thường trước ấy các bác mua giá của nó rất là cao chứ nó không rẻ như thế này đâu ạ. Đây mặt hoa của cây sen hồng thần hà đây. Đấy, rất là đẹp, cánh sen lưỡi bệt các bác nhé. 250.000 cho một chậu. Tiếp đến thì em sẽ có những cái chậu địa lan là phát tài tiểu kim long các bác nhé, với giá là 200.000 cho một chậu. 200.000 cho một chậu tiểu kim long là phát tài, hoa màu đỏ và lửa tết rất là thơm luôn. Tiếp đến thì em có cái chậu đại mạc lá biên này. Chậu to đùng các bác ơi, chậu rất là to nhé. Cây thì rất là khỏe và đẹp. Cái này đến Tết các bác chơi thì Tết nó sẽ ra được khoảng độ tầm chục ngồng hoa trên một cái chậu như thế này. Thì đại mạc lá biên thì em chia sẻ với giá là 220.000 cho một chậu các bác nhé. Hoa của nó rất là thơm và rất là đẹp. Lá thì có những cái đường biên rất là nét như thế này. 220.000 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu địa lan hoàng kim bảo. Hoa của nó rất là giống với thanh ngọc các bác ạ. Chậu to đùng như thế này. Hoàng kim bảo, hoa của hoàng kim bảo đây ạ. Hoa rất là giống với thanh ngọc các bác nhé. Hoa thơm và đẹp lở tết. Tất cả các cây em chia sẻ cho các bác đều là những cái chậu trưởng thành năm ngoái đã có hoa rồi. Nên là khi các bác trồng sang năm tới đây thì đảm bảo sẽ rất là nhiều hoa các bác nhé. Hoàng kim bảo em chia sẻ với giá là 220.000 cho một chậu ạ. Tiếp đến thì sẽ có chậu tiểu thư Hàn Quốc. Tiểu thư Hàn Quốc em còn một chậu thôi. Còn một chậu duy nhất thôi. Bác nào lấy em để lốt cho 180.000 nhé. Ngoài ra thì em có cái cây lục bảo thạch. Lục bảo thạch hoa cũng rất là đẹp và thơm. Bông to và đẹp các bác nhé. Hoa có màu vàng xanh. Thì lục bảo thạch thì đây em mời các bác ngắm hoa của cây. Hoa rất là đẹp luôn ạ. Em chia sẻ với giá là 200.000 cho một chậu. 200.000 cho một chậu các bác nhé. Tiếp đến là cây tiểu thúy. Cây tiểu thúy thì hoa của nó cực kỳ thơm. Và cây này giá trị của nó lúc nào cũng giá cũng xem cây thanh ngọc luôn các bác ạ. Thì hôm nay em có cái lô tiểu thúy này, cây trưởng thành rồi rất là đẹp. Và cây vừa rồi đã cho rất là nhiều hoa các bác nhé. Hoa cực kỳ thơm luôn. Thì bác nào lấy thì hôm nay em chia sẻ với giá là 250.000 cho một chậu tiểu thúy thôi ạ. Rất là đẹp luôn.
Ngoài ra thì em có những cái chậu địa lan hương cát cát. Hương cát cát là 250.000 cho một chậu rất là to như thế này các bác nhá. Đấy, hương cát cát là 250.000 cho một chậu, to và đẹp. Ngoài ra thì hôm nay em có cái địa lan kim công chúa. Thì em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cái kim công chúa ạ. Hoa đẹp lắm. Đây, hoa em chụp ở nhà luôn đây ạ. Cánh bay và đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy, kim công chúa thì em có chậu này em chia sẻ là 800.000. Đang lên măng mầm rất là nhiều và cây rất là đẹp các bác ạ. Đây ạ, kim công chúa. Này, đẹp chưa? Đây là măng mầm nó lên đấy, màu xinh nhỉ. Chậu này 800k các bác nhá. Ngoài ra thì em có đông sơn hắc hà, hoa của nó có màu đen. Đông sơn hắc hà thì nó giống sen hồng thần hà cánh bầu nhưng mà hoa nó màu đen các bác ạ. Thì em có những chậu 4 thân thì sẽ có giá là 600.000 và chậu 3 thân thì sẽ có giá là 450 các bác nhá. Lá cũng là lá kẻ phát tài rất là đẹp luôn. Đấy thì em lên những cái mặt hàng tiếp theo. À, em còn đào cơ nữa này. Hôm nay bị chóng mặt nên là khi mà em cúi xuống em nói nó hơi khó nghe, các bác hết sức thông cảm nhé. Đây ạ, đào cơ này, đào cơ chậu này là 9 thân. 9 thân thì là 630.000. Đấy, để giá rất là rẻ các bác nhá. Chậu này mà trong Tết các bác mua một chậu đào cơ 9 thân này các bác phải mua 1 triệu 2 triệu 3. Đấy, giá rất là rẻ rồi, nên các bác nhanh tay sưu tầm nhá. Ngoài ra thì hôm nay em tiếp tục lên cái lô Cù Lao Minh. Cù Lao Minh thì hoa của nó rất là thơm các bác ạ, hoa thơm và đẹp các bác nhá. Hàng Cù Lao Minh nhà em là hàng rừng Ninh Thuận và các bác về trồng cho em thì khoảng tầm 1-2 tháng nữa là đến mùa hoa của cây rồi. Hoa của cây có màu xanh chuẩn như thế này các bác nhá, chuẩn màu xanh cốm như thế này bảo hành cho các bác luôn. Cây Cù Lao Minh là một cái cây rất là dễ trồng, các bác có thể trồng chậu hoặc là các bác có thể trồng lũa đều được. Cây này thì các bác nó là dễ gió nên là các bác lên tưới nhiều nước một chút các bác nhá. Một năm thì nó sẽ ra hoa được khoảng tầm 2 cho đến 3 lần, thì gần đây nhất là khoảng tầm 1 tháng nữa cho đến 1 tháng rưỡi nữa là sẽ bắt đầu có lụ các bác nhá, bởi vì là sắp đến mùa hoa của nó rồi. Thì các cái cây Cù Lao Minh hôm nay em chia sẻ đến các bác là những cái cây rất là đẹp thì em sẽ chia sẻ như sau. Đầu tiên là mã số A8 em chia sẻ với giá là 200.000. Cây lá xếp mít rụt các bác nhé. A8 với giá là 200k. Em lên một cây tiếp theo, một cây rất là đẹp luôn này. Vừa cong vừa mít vừa đẹp luôn. Cây này là A7. A7 với giá là 250.000 các bác nhé. 250.000 cho A7. Rất là xinh luôn. Lên một cây tiếp theo là A14, một cây siêu phẩm rất là dài, ngọn dài vừa xếp vừa mít như thế này. A14 em chia sẻ với giá là 300.000. Tiếp đến là A15. A15 cũng có giá là 300.000 các bác nhá. Cây lá xếp mít rụt rất là đẹp, ngọn dài khỏe như thế này. Mình về mình trồng tạo thành những cái tác phẩm rất là đẹp. Bản thân cây Cù Lao Minh thì nó cũng rất là hiếm các bác ạ. Một năm thì nhà em nếu mà để mà loại bán thì cái cây này em bán rất là ít, thỉnh thoảng mới có hàng. Thường thường thì em sẽ chia sẻ vào đầu mùa hoa. Thế sau đó là hết hàng luôn. Hết hàng luôn là phải sang năm mới lại có hàng các bạn. Nó có rất là ít, nó không có nhiều như các loại lan khác. Mã tiếp theo là mã A1 với giá là 200.000 các bác nhá. A1 với giá là 200k. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã A4 với giá là 220.000 các bác ơi. 220.000 cho A4. Tiếp đến là mã số A3 với giá là 220.000 các bác nhá. A3 với giá 220.000. Tiếp đến là mã số A2, A2 với giá là 200.000. A2 hơi sẹo ở cái lá trên các bác nhé, 200.000. Lên một mã tiếp theo, một mã rất là đẹp luôn, A5. Úi dồi ôi, đẹp chưa? 220.000 cho A5. Lên một mã tiếp theo là A16 với giá là 170.000. 170.000, mã này nó lá của nó, cái lá này này, các bác thấy chưa? Lá nó hơi lỗi một chút. Đấy, nó hơi lỗi một chút đây này. Đấy, nó hơi lỗi cái chân lá này. Đấy, nên là em thanh lý mã này 170.000 cho mã A16 nhé. Lên một mã siêu phẩm, mã A13 với giá là 300.000 các bác ơi. Siêu phẩm luôn, đẹp tuyệt vời. Đấy, lên một mã tiếp theo là A12 với giá là 220.000 các bác nhé. A12 220.000 cũng rất là đẹp luôn. Gãy mất một lá thôi, còn đâu rất là đẹp. Mã này, lên một mã tiếp theo là A10 với giá là 170.000. 170.000 cho A10 các bác nhé. Lên một mã tiếp theo là mã số A11 với giá là 230.000 ạ. A11 với giá là 230.000. Đấy thì các bác có thể sưu tầm, thì đặt hàng cho em. Đấy, lên một những cái chậu tiếp theo đó là những cái chậu địa lan quân tử các bác nhá. Địa lan quân tử thì em đang chia sẻ với giá là 100.000 cho một chậu. Cây rất là đẹp luôn, lá xếp mít rụt các bác nhá. Cây to và đẹp luôn. Đấy, về giá chỉ có 100.000 cho một chậu thôi ạ. Tiếp đến là những cái chậu địa lan thạch hộc tía. Thạch hộc tía cũng có giá là 100.000 cho một chậu các bác nhá. Thạch hộc tía cho hoa màu xanh rất là đẹp luôn. Đấy, xanh họng đỏ rất là đẹp. Và cây này vừa làm thuốc các bác nhá. Nó là một loại thuốc quý luôn ạ.
Thì thầy Hồng Tiến em chia sẻ với giá là 100.000 cho một chậu. Tiếp đến là các loại nhạn và các loại kiều các bác nhé. Và hỏa hoàng cam, tam bảo sắc trắng, tam bảo sắc trắng tinh các bác ơi. Tam bảo sắc trắng tinh thì em bảo hành hoa cho các bác luôn ạ. Em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây tam bảo sắc hoa trắng nhé. Tam bảo sắc hoa trắng tinh giá là 280.000 cho một cây. Đây em lên hoa cho các bác ngắm. Đây ạ. Nhiều ảnh quá nó bị rối hết mắt các bạn. Đây. Hoa tam bảo sắc trắng đây rất là đẹp luôn và hoa rất là thơm các bác nhé. Cây em đã treo vườn rồi và đã bắt đầu là cho lụ rồi các bác ạ. Có lụ hết rồi các bác ơi. Đây ạ, lụ đây các bác có thể ngắm này. Đấy, cây đẹp như thế này em chia sẻ với giá là 280.000 cho một cây tam bảo sắc trắng các bác nhé. Ngoài ra thì em có một cây tam bảo sắc trắng mẹ con này. Đấy, cây mẹ con này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000. Các chậu kia thì là 280 nhé, có mỗi một chậu mẹ con duy nhất thôi. Thì em để cho các bác với giá là 300.000, cũng có lụ rồi. Tiếp đến là những cái mã siêu phẩm hỏa hoàng cam các bác nhé. Hỏa hoàng cam hôm nay đẹp phê dã man các bác ạ. Đây để em quay cho các bác các mã nhé. Đấy, hỏa hoàng cam nhà em thì cây nó đang có nụ rồi các bác ạ. Đang có nụ rồi, nó là bụi dề hết luôn các bác nhá. Hàng đều là hàng dề bụi hết thì các bác có thể là sưu tầm cho em. Thì trước tiên thì em lên cái mặt hoa của cây hỏa hoàng cam để các bác ngắm các bác nhé. Mặt hoa của cây hỏa hoàng cam đây ạ. Hoa màu cam lửa rất là đẹp luôn. Đấy, rất là rực rỡ, nó thành từng chùm rất là rực rỡ và hoa thơm đẹp các bác nhá. Hoa thơm có mùi vỏ cam. Cái này thì các bác trồng cho em thì một năm nó sẽ ra hoa khoảng 2-3 lần. Giò hôm nay nhà em là giò bự các bác nhá, giò to và đang có mẹ con. Đây con cũng có lụ luôn này. Đấy thì dề này của em là mã A19 450.000. Mẹ đang rất là nhiều nụ và con cũng đang có rất là nhiều nụ các bác nhá. Nguyên dề mẹ con cho em. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã số A bao nhiêu đây? A17 cũng giá là 450.000 các bác nhá. Lá xếp mít rụt rất là đẹp như thế này. Đấy cũng mẹ con, mẹ có lụ, con có lụ luôn các bác nhá. Rất là nhiều con luôn. 450.000 cho A17. Lên một mã tiếp theo là mã số A18. A18 đây các bác ơi, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn này con. Đây cây con đằng sau lọ to rồi nhá. Cây con đằng sau lọ to rồi và đang có rất là nhiều cây con. Dề đạo có nhiều con luôn. Đấy mã này là mã số A18 với giá là 450. Đấy thì lên một mã cuối cùng là mã A20. Mã A20 thì cây đây rất là đẹp các bác nhá. A20 này, đấy. Tất cả các cây đều đang có con. Con thì đang lên cũng có lụ rồi. Con có lụ luôn. Các bác rất là xịn luôn. Cái lô này về rất là đẹp. A20 này cũng có giá là 450 cho hỏa hoàng cam các bác nhé. Nói chung là hỏa hoàng cam nhà em là hàng dề nên nó sẽ đắt hơn các hàng thường các bác. Nếu mà các bác mua hàng thường ấy thì nó nhỏ hơn thì nó cũng rẻ hơn. Nhưng mà chơi hàng dề này là chơi đã luôn. Chơi là chơi thích luôn ạ. Hoa nó nở nhiều và chậu cây của nó cũng là cây to nên là bông nó to luôn. Em có hai giò siêu trầm các bác nhé. Giò siêu trầm 200.000 cho một giò. Này, siêu trầm cánh viền đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Thơm kinh khủng các bác ạ. Đấy 200.000 cho một giò siêu trầm nhá. Đây là giò số 1 này. Đấy, đây là giò số 2. À, tiếp đến thì em có hai cái chậu trầm 5 cánh trắng thủy tiên. Trầm 5 cánh trắng thủy tiên này, trầm 5 cánh trắng mắt đỏ các bác nhá. Cây đang có lụ và cũng đang có mầm gốc rồi. Thì trầm 5 cánh trắng thì em chia sẻ với giá là 200.000 cho một chậu. Mỗi một chậu đang có hai thân nụ các bác nhá. Thì em chờ em cho các bác xem hoa. Nhiều ảnh quá thành ra nó bị loạn hoa. Đây em lên cho các bác xem mặt hoa của cây trầm 5 cánh trắng. Hoa rất là đẹp. Yeah. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. 200.000 cho một chậu và em còn hai chậu đấy thôi. Đấy, còn hai chậu đấy thôi, bác nào chưa có thì nhanh tay sưu tập. Đấy có hai giò siêu trầm và hai giò trầm 5 cánh trắng các bác nhá. Tiếp đến thì sẽ là những chậu kiều tím đậm các bác ơi. Kiều tím đậm các bác nhá. Trước tiên đầu tiên là em có mã số B6 này. B6 của em thì đang có một cái giò này thì nó đang có là những cái ngồng nụ tím ngắt như thế này các bác thấy chưa? Trong khi đó lại có một cái ngồng nụ tím lại có viền trắng lại có viền tím. Đấy. Đấy, chậu lụ này rất là lạ luôn này, có một chậu có một thân này luôn thôi. Còn đâu là mấy cái lụ tím ngắt. Đấy, cái giò này chắc chắn các bác được chơi hai màu hoa đẹp rồi. Thì giò kiều tím này em chia sẻ là B6 với giá là 400.000 các bác nhá. 400.000. Đây các bác thấy chưa? Đấy, 400.000. Tiếp đến là B7 này, 320.000 này. B7 cũng đang có lụ này kiều tím các bác nhá. B7 320.000. Tiếp đến là B8. B8 với giá là 400.000. B8 của em thì đây, lụ đây. Nó phớt tím các bác, kiểu như nó hồng hồng ấy. Kiểu như nó hồng hồng, kiểu này chắc là mai nở ra hồng rồi.
Bông này chắc không nở được tím ngắt đâu, nó sẽ nở ra hồng rồi các bạn. Nụ rất là nhiều nhé, nụ chi chít luôn. Đây này, nụ này 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nụ luôn. Ít nhất là 6 cái rồi, còn có thể là nhiều hơn nhưng em không nhìn thấy chẳng hạn. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Mã B8 này 400.000 luôn này. Hồng hồng các bác nhá, nó hồng đấy. Lên những cái chậu tiếp theo đó là những chậu kiều trắng. Kiều trắng tinh các bác nhá. Kiều trắng tinh thì em chia sẻ với giá là 300.000 cho một chậu kiều trắng. Hàng thuần rồi các bác ơi, kiều trắng đột biến nhá, trắng tinh luôn. 300.000 cho một chậu. Đây em lên cho các bác xem cái mặt hoa của cây kiều trắng các bác nhá. Hoa kiều trắng tinh. Đây ạ. Đấy. 300.000 cho một chậu, thuần rồi các bác nhá, 300.000 một chậu. Tiếp đến thì em sẽ có những cái chậu hoàng nhạn, những cái chậu hoàng nhạn các bác nhá. Những cái chậu hoàng nhạn 4N rất là đẹp như thế này. Thì em sẽ lên cái mặt hoa của cây hoàng nhạn 4N mời các bác ngắm. Đây ạ, hoa rất là đẹp luôn, hoa thơm. Đấy, hoa thơm và họng của nó sẽ có màu tím hồng đỏ các bác nhá, rất là xinh luôn. Cánh bầu đẹp. Thì em sẽ có những cái chậu này hôm nay em cũng để giá rẻ cho các bác luôn này. Đầu tiên là mã số B4 với giá là 650.000 nhé. Mitsu, đấy, hoàng nhạn 4L Mitsu B4 650.000. Đấy, lên một mã Mitsu tiếp theo là B5 với giá 650.000. Các bác mua về chỉ cần treo lên chơi thôi. Cực kỳ đẹp luôn, lá tròn xoe các bác nhé. Đấy, lên chậu tiếp theo là B2 với giá là 450.000. 450.000 B2. Thuần rồi về chỉ cần treo lên chơi thôi. Chậu này tính ra có 150 một cây nhạn, quá rẻ luôn. Đấy, lên tiếp theo là B3 về giá cũng 450.000 các bác nhé. Đấy, 450.000 cho B3. Và B1 cũng về giá là 450.000 luôn. Đấy, 450.000 cho B1. Cây rất là đẹp các bác nhé, hàng đẹp luôn. Về chơi đảm bảo là các bác ưng luôn. Lên những chậu tiếp theo đó là những cái chậu hoàng nhạn 4N các bác nhé. Hoàng nhạn 4N, chậu đơn với cả chậu đôi. Thì em có chậu như sau. Chậu D1, D1 về giá là 220.000. À, em xin lỗi, D5 nhé, D5 220.000. Đây là D12, D12 về giá là 350 2 cây, D12. Lên một chậu tiếp theo là chậu số D17 về giá là 330.000 các bác nhé. 330.000 cho D17, 2 cây mẹ con. Đấy, lên một chậu tiếp theo là chậu số D18 về giá là 300.000. 300.000 các bác nhé, D18, 300k. Đấy, và cuối cùng là mã số D16 về giá là 280.000 các bác nhé, 280.000. Tiếp theo là những chậu hoàng nhạn A3, cây đang có nụ thuần vườn rồi các bác nhé. Hoa siêu thơm luôn, cực kỳ thơm. Đấy, thì em sẽ lên những chậu hoàng nhạn A3 như sau. Đầu tiên là mã số B10. Một chậu lá mít rất là đẹp và đang có nụ rồi các bác nhé. B10 về giá là 350.000. Đấy, lên một chậu tiếp theo, chậu này lá rất là mít này. B9 này, đang có hẳn hai nụ luôn. Đấy, nhưng mà chậu này có một cái sẹo nhỏ ở cái lá này. Sẹo thôi, nó liền từ lâu rồi. Thì chậu này em chia sẻ là 300.000 các bác nhé. Lên một chậu tiếp theo là chậu B24 với giá là A24 với giá là 350.000. Đang có nụ rồi các bác nhé, hoa cực kỳ thơm. Đấy, lên một chậu tiếp theo là A23 với giá là 350.000. Đấy, cái này đẹp chưa, cái này rất đẹp. Nó còn đang có con dưới đấy. Có một cái con dưới có nụ rồi nhé. Đấy. Tiếp đến thì em có chậu cây đôi này, nhạn A3 cây đôi em chia sẻ là 670.000 nhá. Chậu cây đôi đang có nụ rồi, đây ạ, nụ đây. Đấy, rất là đẹp luôn, thuần rồi. Đấy, và một chậu ngọn xoáy, nhạn A3 ngọn xoáy. Ngọn xoáy này chia sẻ cho các bác 350 luôn, ngọn xoáy nhá. 350. Tiếp đến là em có một cái chậu Hawaii trắng tím. Đây, hoa trắng đang nở rất là đẹp, bông siêu thơm các bác ạ. Bông to này, bằng lòng bàn tay luôn, cực kỳ thơm. Mầm gốc này, rất là đẹp luôn. Ngoài ra còn có cả, bên này còn có cả tím nữa nhá. Tím thì chưa ra lụ đâu các bác ơi. Đây này, tím này. Tím hai thân hoa chưa ra lụ đâu, rất là đẹp luôn. Chậu Hawaii này rất là thơm các bác nhá. Hawaii trắng tím, thân trắng ra lụ trước, thân ra hoa trước, thân tím thì chưa ra hoa. Thì chậu này em để cho các bác với giá là 180.000. Hải yến trắng đột biến này, rề mẹ con. Hải yến trắng đột biến rề mẹ con, 200.000 cho một giỏ. 200.000 cho một giỏ hoa trắng tinh các bác nhé. Bảo hành hoa cho các bác luôn. Đây, để em lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái hải yến trắng. Hoa thơm kinh khủng các bác nhé, cực kỳ thơm luôn. Bình thường hải yến nó chỉ là màu trắng tím thôi, chứ nó không được trắng tinh này đâu. Trắng tinh này là cây đột biến các bác nhé. 200.000 cho một giỏ mẹ con. Có lụ rồi, rất là đẹp luôn. 200k cho một giỏ. Đấy, thì các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo ạ.